Dạ em xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh của em, Sếp Cô Hải Nguyễn. Hôm nay em lên một khách hàng mời thuốc và một số ít đồ linh tinh để giao lưu với anh em. Cách giao dịch của bên em vẫn là một chuyển khoản đủ free ship, hai code cọc dùm em 100k giá trị với 1 triệu, cọc 200k giá trị trên 1 triệu dùm em và phí code anh em 1 triệu. Ba là anh em ở Sài Gòn thì có thể tới trực tiếp tại Bình Tân. Địa chỉ của em ở trên Google, anh em chỉ cần gõ Sếp Cô Hải Nguyễn là có địa chỉ và định vị tới nhà em. Và bên em chỉ nhận cọc mới ship code và phí ship code thì khi anh em nhận hàng thanh toán với nhân viên giao hàng giúp bên em luôn. Bên em chỉ nhận chịu khoản đủ free ship. Anh em xem kênh chưa đăng ký thì cho em xin một lượt đăng ký, like và chia sẻ giúp em. Xin cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Anh em đăng ký rồi thì cũng đừng quên bật vào cái chuông thông báo bên cạnh chữ đăng ký để mỗi khi em có lên video có thông báo gửi tới anh em để mời anh em vào xem tham khảo. Rồi thì em giới thiệu tới anh em luôn ha. Thì em có dư một cái vỏ slim nè anh em. Cái vỏ này cũng hơi xấu, nhưng mà nói chung là chữa cháy cho anh em để anh em cần mồi thuốc. Thì có dư ruột thì để vô mồi mua về mồi thuốc. Cái này em bán cho anh em 100k thôi. Lề là lề zin nha anh em. Và cái vỏ này là 75, 74. Ở bên bố bạch sắt ha. Lề là lề zin. Cấn mớp thì cũng không có gì nhiều. Dâm kim rồi trên nắp rất có khắc đây. Làm cái vỏ xưa nha anh em. Vỏ BX ha, vỏ 74. Thì cái này là em bán cho anh em 100.000 thì anh em hỗ trợ giùm em 20k phí ship nha. Tức là nếu mà em ơi, đợi xíu nha. Thì cái vỏ này là 120. Là có phí ship cho anh em luôn rồi đó. Là anh em chuyển em 120 giùm. Là bao ship. 120 nha. Đó, anh em cần thì có dư ruột thì về nhắn vỏ này vô, vỏ này về vỏ 7X nha nè, vỏ xưa nha. Dư để cũng chọc chỗ làm gì. Đây một cái vỏ niêu mạ bạc. Đây một cái vỏ niêu mạ bạc. 99. Con này vỏ niêu nha. Con này là vỏ niêu mạ bạc. Thì 300. Vỏ niêu thì nó hơi cao. Rồi có một cái ruột. Hôm trước có anh nào hỏi em ruột em dư cái ruột 96 nè. 98, 99, 96. Đây cái ruột này thì em chưa có vệ sinh gì ha. Chưa vệ sinh, anh em nào chốt thì em vệ sinh rồi cho. Nhìn nó cũng còn đẹp nè. Bánh bé. Con này khá bé rồi. Rồi anh em nào ấy thì nói chung là lưỡi gặp khỏe bánh xe bén. Anh em nào chơi thì cái này là 300k. Đó, nhiều khi anh em cần vỏ cần ruột nha, em có tiệm sọn ra em thấy thì em đưa lên giao lưu với anh em. Rồi em vô giúp tranh thủ đi, em có chuẩn bị đi công việc. Rồi đầu tiên là một con mạ bạc, chủ đề về tình yêu, sản xuất 2013. Con này mạ bạc ha anh em. Con này thì nó có phôi phai nhẹ. Phôi phai nhẹ lớp mạ bạc ha. Này thì xài thì thời gian đánh bay lớp mạ bạc nó ra niken luôn cho đẹp. Nhưng mà cái hiện tại cái lớp nó chỉ ngay những cái viền thôi nè. Con này để mồi thuốc thì anh em ok. Cái này khắc sâu nó dạng như là khắc sâu như kiểu amo. Cái con này cầm lên nó dày dặn giống như con amo vậy anh em. Xài thời gian thì nó phôi phai nhiều thì đánh bay ra luôn cho nó ra niken luôn ha anh em á. Hiện tại là lớp viền viết đồ mặt hai mặt của nó là cái màu mạ bạc nó vẫn còn nè. Nó chỉ có những cái cạnh á, bị những cái cạnh thôi. Con này là
khá to luôn anh em, chưa sửa chữa. Ruột trùng năm 2013 này nó cắt sâu nhìn giống như một con amon, nằm tốt luôn. Phải xước cái này là nó in hấp nhiệt thôi. Anh em không thích chủ đề thì mình xài chán thời gian mình tẩy ra. Để có một cái con trơn cũng được, mà về giờ anh em muốn tẩy ra cũng ra con trơn được luôn. Đầu 2000 vẫn còn một đơn ha. Đầu 2000 vẫn còn một đơn. Lề lối đẹp. Góc cạnh đẹp không cấn mớp luôn nha anh em. Ruột trùng 5 tháng luôn ha. Ruột trùng 5 tháng chưa sửa chữa. Tổng thể đẹp, góc cạnh đẹp. Bánh cực kỳ bán luôn. Và 2000 một đơn luôn ha. Đôi khi kiếm này con La Mã 2000 một đơn này bây giờ nó cũng ít rồi, toàn là một kép mình thấy nhiều. Âm cũng hay. Ok. Ruột trùng 5 tháng luôn. Anh em thứ nhất âm hay, ruột trùng 5 tháng, tổng thể cũng đẹp nữa, không có cấn mớp gì cả. Có sức nhẹ ha, có sức nhẹ. Không có cấn mớp. Mã số 2. 530k. Anh em thích trơn thì xả bỏ cái chủ đề ra. Nó thành một con trơn cho anh em. Bên con này đẹp nè. Đây một con màu trà cực kỳ đẹp luôn, 91 đầu 9 nít luôn. Đây. Nó có sức nhẹ, nó sức tơ nhẹ qua sử dụng nha anh em, nó có sức tơ nhẹ. Và con này hầu như là cũng không cấn mớp luôn á. Em có soi rồi, lề cốt lề được zin nguyên bản hết ha. Đây, cái màu mạ của cốt luôn nè. Cũng không có cứng mớp, không có soi rồi, cực kỳ đẹp. Con này cực kỳ đẹp. Cái màu nó cũng là để anh em mua một con mồi thuốc, mà cái chất của nó có cầm lên con zip nó khác lạ hơn người ta. Để trên gói thuốc không có ngại va chạm gì luôn. Có sức tơ nha anh em, nó có sức tơ nhẹ ha. Rất là đẹp. Anh em chơi một cái con Zippo lạ. Âm nó cũng khá đấy. Nó cũng có chất đấy anh em. Bánh bén cực kỳ. Đây là bánh xe nè. Nguyên zin luôn, chưa sửa chữa luôn. Móc rõ luôn nè anh em. Đây. Chín móc rõ luôn ha. Đây để nghe mức độ nó khó. Rõ luôn. Ánh C. Trùng 5 tháng luôn anh em.
C91 nè. Đây cũng C91 luôn ha. Rụt trùng 5 tháng. C7 là mã. Ok chưa? Rồi là rụt trùng 5 tháng luôn, con này nó cũng đẹp nữa. Con này giá hơi cao xíu. Rồi 630. Giá mềm. Con này bao lại với anh em luôn. Xài con này sử dụng mấy con này thì nó ok hơn. Nếu mà nói về sử dụng để trên gói thuốc là người ta thu hút ánh nhìn của người ta rồi. Không cấn bắp nha anh em, tổng thể đẹp, ruột trùng 5 tháng, âm cũng ok luôn. Một con chrome phay xước 1978 ở bên hai vạch sắt. Cái con này nó rất là đẹp nhưng mà nó được nó bị bảo hành lề dưới rồi nè, bị bảo hành lề dưới. Con này rất là đẹp luôn. Ở đây anh em thấy cái vằn vậy là do lỗi của cái khuôn hãng anh em nha, chứ không phải nó bị cấn gì đâu ha. Đây nhìn nó hơi làm vằn ha, anh em nhìn lớp rơm đó ha, cực kỳ đẹp. 78 góc cạnh ha. Hôm qua có khách hỏi em báo nó hơi cao tại vì em không thấy nó cái dấu bấm này. Mắt em lúc này nó tệ quá, kém quá. Nhưng mà cái con này là nó chỉ bấm lại thôi, lề xin có dấu bấm lại nè, có dấu bấm lại nè anh em, thấy không? Còn anh em nhìn cái tổng thể của nó nè, tổng thể của nó hầu như là không cấn mớp luôn á. Nó có hơi dâm nhẹ xíu mà không có mớp nữa anh em thấy không? Cái lớp rơm, cái màu rơm nó cũng đẹp luôn nè, cực kỳ đẹp luôn. Họng nè, họng nó ít xước luôn. Còn xăng luôn anh em, cái này là em thu lại. Rõ luôn ha. Con này thì nó đi lại đi là ruột là một mặt chữ nha nè. Con này đi ruột một mặt chữ. Em bán theo tình trạng của cái con zip này em thu ha. Đây có dấu bắn bắp nè. Lề thì lề zin nhưng mà có dấu bấm lại. Đây. Em thích con này nó cũng đẹp ấy, chứ không có xấu đâu. Con này nếu mà tầm mà nó không có dấu bấm lề này á, thì nếu về xét về tổng thể này á, thì nó nằm tầm khoảng 1,2 triệu, 1,1 triệu, 1,2 triệu ha. Thì nó rất là đẹp, không cấn mớp, màu rơm rất là đẹp, rất là mới, dòng 7X. Anh sẽ bán luôn. Rồi con em giao lưu con này 850. 850 là giá nó mềm xèo luôn rồi đó cho anh em. Xét về cái tổng thể của nó rất là đẹp, tất cả nguyên zin. Ruột đó là ruột một chữ nha nè, mã số 4, 850. Em chơi ngày năm sinh thì cũng chơi 78 thì cũng rồi. Em có một con bạc vỏ bạc ý xưa. Đây, vỏ bạc ý, đặc trưng của vỏ bạc ý thì nó hoa văn ngoài này nè. Và vỏ này được làm thủ công ha. Vỏ này thì nó cũng có cấn anh em. Còn bạc thì
cũng dễ xử lý, nhưng mà cái khuôn này thì không có, cái khuôn bạn không có. À, nó có cấn. Con này đi ruột 6x. Giữ gà lá lúa bánh xe sổ chỉ. Con này đi ruột 6x. Đó, anh em thích chơi hàng xưa, hàng cổ bạc này là bạc bạc Ý. Là năm cháu qua năm năm cũng 5-6x rồi. Có dòng bạc nó có ba cháu nữa. Bạc Ý này cũng có ba cháu nữa nha anh em. Ý thì nó được thường được làm thủ công, được làm thủ công. Anh em nào chơi thì muốn chơi cái gì lạ lạ hơn thì chơi. Bạc lúc này nó cũng giá nó khá cao. Chơi thì chơi. Rồi con này em giao lưu với anh em mềm xèo 1.8 thôi. Vỏ bạc Ý ha anh em, ruột Zippo 6x. Vỏ là vỏ bạc Ý. Vỏ bạc Ý được làm thủ công. Ruột là ruột 6x. Bánh xe bén, lưỡi gạp vẽ. Nguyên xin 2, 4, 5. 1.8 triệu. Kinh thánh thì em có con nhiều nữa, em lên con qua sử dụng trước cho anh em. Đây một con kinh thánh, đây là bọc da zin hãng nha anh em. Anh em thích chơi đồ độc thì đồ độc đồ lạ thì đây em có da, có con này. Nó làm theo cái kiểu là hình của một cái cuốn sách kinh thánh. Con này sản xuất 2008 ha. Đây có dăm nhẹ. Lề lõi đẹp ok. Có dăm nhẹ thôi nè. Bé. Chưa sửa chữa nha. Ruột trùng 5. Bé. Sửa gặp khỏe chưa sửa chữa nha anh em. Con này thì nó làm kiểu này cầm nó lên cũng dày dặn như là amo à, thì nó có ốp. Thấy không? Nhựa ủa da rồi nó làm cái kiểu như hình cái cuốn sách thánh kinh 208 nha anh em. Con này vô lưu anh em 700. Mồi thuốc thì chất luôn. Mồi thuốc thì đẩy mồi thuốc là chất như nước đó. Lạ. 2, 4, 5, 6, 700. Đây em có một con nghêu. Anh em thích chơi nghêu thì có nghêu. Đây nè. Nêu làm kẹp bút nhung. Đó, anh em thích chơi hàng độc thì độc lạ thì chơi những con này. Đây. 2020 Antiwear Silver. Bọc da zin hãng. Này có emblem, có dòng cái dòng kia là nó không có emblem nha anh em. Zin của nó không có emblem. Con này thì có emblem. Antiwear Silver bạc giả cổ được sản xuất 2020, cũng là một cái cuốn kinh thánh luôn. Đây. Tình trạng là con này nó xém lửa, con này nó hơi cháy xém cái đầu bắp này anh em. Chép xem tí là bật ha.
phía đầu bắc rồi. Rồi trái xém thì bán giá trái xém, còn con này nếu mà con này mà nó nêu một cái có hơi cà thành nắp xíu à. Con này hơi, nếu mà nó nêu là phải tầm 1.500 trở lên đó anh em. Con này thì về em sao là em để về cho anh em luôn. Rồi con này em bán cho anh em 1.200, 1.200 ha. Anh em nào chơi thì chơi. Trưng bày cũng khá độc lạ luôn ấy. Đó, nó sao là em để vậy nha. 1.200. Mã số 7 1200. Con đó mà nó chưa có trái đầu bắc á thì nó phải nằm 1.500.000 nha anh em. Đó, anh em cân đối giá để anh em chơi thôi. Nếu mà chưa trái trái xém đầu bắc á là nó phải 1.500.000 trở lên nha. Không có rẻ đâu ha, đừng có nghĩ đời số là nó rẻ nha. Anh em nhìn, anh em đánh giá vào trong cái con Zippo nó sẵn, nó được thiết kế, nó sản xuất ra thì mình nhìn thấy là mình biết rồi, mình cũng biết cái đẹp mà chắc chắn là giá nó sẽ cao quá chứ nó không có rẻ đâu. Rồi em lên một con chrome phai xước, tình trạng là new anh em ha. Cái này cũng mình sơn áp nhiệt, anh em thích trơn thì tẩy bỏ. 204 không tử, tình trạng là new. Trùng 504 luôn. Con này sẽ có một cái, nó về không có hộp thì sẽ có một cái hộp thiết linh kiện anh em. Hộp thiết linh kiện để bảo quản nha. Không tử đời số thấp ha. Con này anh em thích để trơn thì em có thể tẩy xả lớp sơn ra cho anh em. Những cái con neo thì chưa canh chỉnh đâu, anh em cần canh chỉnh thì em sẽ canh chỉnh lại cho anh em. 2, 4, 6, 7, 8, 4, 8, 10 là nó sẽ như vậy. Nó có một cái hộp linh kiện để cho anh em luôn. Rồi qua đến là một con La Mã. Một con HB. Đây tem nó cũng còn nhưng mà nó đã bị chết rồi. Dạng new luôn. Con này chủ đề về Hawaii. 2000. Này anh em thích chơi HB thì chơi con này. Con này HB đẹp luôn, em thấy nó đẹp luôn á. Rơm nó nhìn đẹp ha. Có sức nhẹ nha anh em, nó có sức tơ nhẹ. Có sức tơ nhẹ. Ruột trùng 5-2000. Trùng 5-2000 ha. Sao vẫn còn tem nhưng mà bị xé rồi. Chết ruột rồi. Đây không có hộp, không có hộp linh kiện luôn nha. 750. Rồi một con anh em thích chơi HB là có HB rồi, giờ em còn một con này lái lòi, con này nó dính keo thôi.
mình sẽ chùi lại, nó không phải bị xước đâu. Đây chrome phay xước chủ đề Zippo, chủ đề này cũng bên sơn hấp nhiệt thôi. Tình trạng con này cũng new luôn nha anh em, chưa qua sử dụng á. Anh em thấy nó hơi ố ố này là do lớp keo, em sẽ chùi lại cho anh em. Em xả bớt cái con hàng new này để em. Con này ruột trùng 5 tháng. 98 mà con này thì cao hơn. Con này 800. Con này chủ đề cũng đẹp, đáy lòi xuất thị trường Nhật. Ruột trùng 5 tháng nha anh em. Mấy con này là em chưa canh chỉnh hết. Chưa canh chỉnh sao? Mã số 10 800. Như vậy nó sẽ có một cái hộp linh kiện để bảo quản. Rồi em có một con tàu chiến New Book, con này là một con HB, con này HB khá đẹp bên này. Thực khách ăn mòn xin hãng nha anh em, chủ đề tàu chiến USS Midway. USS Midway 41. Đây. Đây bề mặt của nó thì em thấy nó đẹp ấy. 208. Tem này thì dán lại nó mấy nó cũng được. Rồi ruột trùng 5 208 ha. Còn cái tem giấy thì không thể nào phải xé được, cái tem này xé cho anh em được. Đây là một con tàu chiến nha anh em, cái huy hiệu tàu chiến USS Midway 41. Em tra cái con tàu chiến nó cho nè. Mã số 11. Con này thì 700. Để cho mình cái máy rồi. 700 nha anh em. Chủ đề là khắc riêng hãng ha. CV41 này nó cũng là một con là một con tàu sân bay, và nó cũng là tên tuổi khá lừng lẫy anh em. Nó tham gia tất cả các cuộc chiến lớn luôn này anh em. USS Midway CV41 là tàu sân bay của Hoa Kỳ, tiếp dẫn đầu trong lớp của nó là chiếc tàu sân bay đầu tiên được đưa ra hoạt động sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Từng hoạt động tích cực trong chiến tranh Việt Nam và chiến dịch thì bảo táp sa mạc, hiện nó là một bảo tàng tại San Diego, California. Đây. Đấy, nó cũng là dữ dằn chứ không phải là vừa. Đây là huy hiệu của con tàu chiến đó anh em. Đây. Rồi 700. Rồi em lên con cuối cùng của ngày hôm nay là một con Brad. Có bút nhung rồi anh em bảo quản, đây là làm quà tặng.
Brad nha nè. Đây một con Brad sản xuất năm 93, đầu 9x ha, sử dụng thì nó cũng khá ok cho anh em. Con này giọng Brad bóng 93, 9x đời đầu rồi, xài cũng chất lượng nó cũng khá là ok. Con này để ri ruột mờ giai đoạn ha anh em, 8893. Lưỡi gà bắt cạnh rồi thì là 90-93 ha, chuẩn giai đoạn. Rồi con này giá cũng mềm mềm, nếu anh em thích chơi dòng Brad thì chơi. New nha anh em, 93, 9x đời đầu. Mã số 12, 1250. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của em. Những anh em mới xem kênh chưa đăng ký cho em xin một lượt đăng ký, like và chia sẻ giúp em. Xin cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Một lần nữa em cũng xin cảm ơn tất cả anh em luôn quan tâm, đồng hành, theo dõi và ủng hộ kênh của em. Xin hẹn tất cả anh em ở những video sau. Giờ công chiếu của em là 19:30. Xin chúc cho tất cả anh em và gia đình có một buổi tối an lành và hạnh phúc. Xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại.